lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Ta-da! Đây đây, hồng hồng na ná cái áo đây. Hôm nay rất là hồng luôn. Đây mọi người nhìn kỹ không ha. Đây là Black Moss Sugar Balance. Nghe cái tên là chúng ta đều biết là công dụng là gì đúng rồi không? Công dụng này là có nghĩa là cân bằng đường cho những người mà bị bệnh về đường huyết. Bệnh đường huyết thời buổi hiện nay thì không hai một hai, không chỉ có người già bị mà ngay cả người trẻ cũng có nguy cơ bị. Thì đây là cái sản phẩm cân bằng đường huyết, và đặc biệt nữa là có công dụng là hỗ trợ sản xuất năng lượng cho những người bị bệnh về đường huyết, hoặc là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển đổi đường trong cơ thể. Thì cái sản phẩm này rất phù hợp cho những người mà bị gọi là bị đường huyết, bị bệnh về đường huyết. Thì sản phẩm này của Black Moss là một cái thương hiệu lâu đời của Úc, chuyên về những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, từ người lớn, từ bà mẹ mang thai tới mà em bé nhỏ thì vẫn đầy đủ, rất rất nhiều phân khúc luôn. Thì hôm nay Thanh giới thiệu cái lọ này là 90 viên mọi người ha. Thì theo như mà cái hướng dẫn sử dụng ở trên cái chai này của nhà sản xuất đó, thì là mỗi một lần chúng ta sử dụng một viên và ba lần một ngày. Yes. Nhưng mà đặc biệt là phải sử dụng khi mà chúng ta đang ăn nha mọi người. Có thể là đang ăn chúng ta sử dụng, hoặc là vừa ăn xong á, thì chúng ta sử dụng liền. Như là vừa ăn sáng xong, vừa ăn trưa xong, hoặc vừa ăn tối xong thì chúng ta sử dụng cái viên thuốc này liền một viên. Hoặc là chúng ta có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để mà bác sĩ cho chúng ta một cái gọi là một cái lịch trình khác. Còn nếu như mà chúng ta không tham khảo thì hãy làm theo những gì nhà sản xuất đã ghi ở trên đây, có hướng dẫn sử dụng đầy đủ rồi. Một lọ như thế này là 90 viên, chúng ta có thể sử dụng trong vòng 1 tháng. Thì khi mọi người muốn đặt hàng cái cân bằng đường này bên Honey Baby thì mọi người có thể mà comment bên dưới, hoặc là nhắn tin vô trong các trang của Thanh, hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh 0769845698. Thanh sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người, và Thanh có thể báo giá cho mọi người là hôm nay mọi người đặt hàng thì giá về tay bao nhiêu, hoặc là đang sẵn ở store thì giá bao nhiêu. Mọi người có thể mà gọi cho bên Thanh để mà biết giá như thế nào nha mọi người nha. Bye bye mọi người.